Kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các khán giả trung thành của kênh. Và tối nay mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện ma kinh dị, dài kỳ, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, dịch giả Repano. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của MC Ngọc Mai. Và trước khi nghe chuyện thì nhớ bấm like để ủng hộ mình. Mời các bạn cùng nghe chương 211 Đường Khinh Quỷ Thần. Tiểu Tạ nhíu mày suy nghĩ một lát, lắc đầu. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Đại khái là 2-3 tháng trước, tôi bắt đầu cảm thấy trên người có gì đấy không bình thường. Tôi cũng gặp phải rất nhiều chuyện kinh khủng mà không thể nói rõ cụ thể thế nào được. Chỉ là tôi thực sự không nghĩ ra tôi đắc tội với lệ quỷ lúc nào nữa. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Việc bị quỷ ám, lúc đầu bản thân quả thật không dễ dàng cảm thấy được. Nhưng mà quỷ dữ như thế, tuyệt nhiên không vô duyên vô cớ bám lấy cô. Cô cẩn thận suy nghĩ chút đi. Thời gian trước khi cô thấy không khỏe, có phải làm chuyện gì đấy kỳ lạ không? Cô cứ trở về từ từ suy nghĩ, không cần vội đâu. Trở về á? Trở về thì con quỷ kia bám lấy tôi không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tiểu Tạ lập tức khẩn trương. Không, tôi không về đâu. Không về thì làm gì? Ở lại chỗ tôi à? Không được à? Ánh mắt Tiểu Tạ lộ thần sắc đáng thương. Ừ, dĩ nhiên không được. Diệp Thiếu Dương trả lời 10 phần quyết đoán. Hơn nữa tôi phải xử lý một chuyện quan trọng, ngày mai sẽ đi. Thứ tà vật trên người cô cũng không phải nhất thời có thể trừ được. Cô chờ tôi trở lại, tôi nghĩ biện pháp. Hả? Tiểu Tạ vất vả lắm mới được một cây cỏ cứu mạng, đương nhiên không muốn vứt bỏ, năn nỉ. Ngài đừng có đi được không? Tôi cho ngài tiền, ngài hãy bảo vệ tôi đi. Bảo vệ cho cô? Diệp Thiếu Dương cười lắc đầu. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Việc tôi muốn đi làm cực kỳ quan trọng. Tôi đã nhận tiền của cô, nhất định chịu trách nhiệm đến cùng. Cô cứ yên tâm. Nói tới đây, Diệp Thiếu Dương lấy ra lá bùa hộ mệnh có gắn kê huyết thạch, mở màn dây chuyền cắt ngón giữa, nhỏ giọt máu lên đấy, sau đấy khép lại đưa cho Tiểu Tạ. Này, cô đeo cái này trên cổ, mặt dây chuyền để thấp xuống một chút, cố gắng để kê huyết thạch gần tim. Nó có thể bảo vệ tâm mạch của cô cùng 3 ngọn đèn sinh mệnh. Ít nhất nửa tháng nữa không bị quỷ xâm phạm đâu. Nửa tháng sau tôi có lẽ cũng xử lý xong việc, lúc đấy tìm cô. Tiểu Tạ như nhặt được báu vật, cầm lấy dây chuyền kê huyết thạch, có chút lo lắng. Vật này có thể bảo vệ tôi an toàn chứ? Yên tâm đi Tạ tiểu thư, tôi còn phải lấy tiền của cô nữa cơ mà. Vừa nhắc tới tiền, Tiểu Tạ sợ hắn thay đổi, kiên trì muốn đưa trước hắn 15 vạn. Diệp Thiếu Dương định từ chối, nhưng thấy nàng kiên trì cũng đành đưa ra số tài khoản ngân hàng cho nàng, sau đấy lưu lại số điện thoại. Cô tên gì nhỉ? Tiểu Tạ liếc nhìn Tiểu Mã và Lão Quách, do dự một chút. Ngài cứ lưu tùy tiện thôi, tôi sẽ nói cho ngài biết sau. Bí mật à? Diệp Thiếu Dương định hỏi lại, bỗng Thang Hải đi tới thở dài, khẩn thiết. Mong Diệp tiên sinh tha thứ, trước đây tôi không biết ngài là cao nhân, trong lúc nói chuyện không khỏi có chỗ đắc tội, xin ngài thông cảm. Bình thường thì tôi không thế đâu, chủ yếu do gần đây đi khắp nơi tìm gặp các pháp sư, hầu hết là lừa đảo, cho nên tôi... Tôi biết rồi, không cần nhiều lời đâu. Diệp Thiếu Dương vỗ vai y, nói với Tiểu Tạ. Bây giờ các vị có thể đi rồi, chờ tôi trở lại tôi gọi cho cô. Những ngày này cô chú ý đến nơi có nhiều người một chút, cố gắng hòa nhập, như vậy tốt hơn đấy. Tiểu Tạ gật đầu, nghĩ đến việc sau khi trở về quỷ tìm đến mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nàng cũng biết không có cách nào thuyết phục Diệp Thiếu Dương giúp mình trừ quỷ ngay, đành nhắc nhở hắn mấy lần sau khi xong việc phải tìm đến mình, sau đó đeo dây chuyền lên cổ cùng Thang Hải đi về. Diệp Thiếu Dương đóng cửa, vẻ mặt nghiêm trọng. Lão Quách lập tức hỏi. Ê tiểu sư đệ, rốt cuộc nó là quỷ gì đấy? Đệ không biết nữa, khí tức này có chút lạ, không giống là quỷ yêu tà linh bình thường, nhưng đệ có cảm giác được tu vi của nó mạnh lắm. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm trầm ngâm một lát. Nàng nhất định đã làm gì đó rồi, nói cách khác là người bình thường rất khó bị quỷ ám như vậy. Tiểu Mã cười nói. Tiểu Diệp Tứ, thế tại sao cậu nhận việc này?
Có phải nói đợi chuyện của Thất Bà Bà xong xuôi cần nghỉ ngơi một thời gian à? Thì hàng yêu trừ ma là việc tôi phải làm. Hơn nữa người ta tìm tới cửa rồi, tôi không thể mặc kệ mà. Ý giời, đừng có nói chuyện đứng đắn thế, nghiêm túc thế chứ. Tiểu Mã nhếch miệng. Quan trọng cậu thấy người ta trả thù lao nhiều gì, 30 vạn đấy. Thì đều có nguyên nhân cả mà. Mỹ vạch trần, Diệp Thiếu Dương xấu hổ. Tiểu Mã hít một hơi cau mày. Nhưng mà kỳ quái thật đấy. Người phụ nữ này á, rốt cuộc là ai mà giàu thế nhỉ? Hơn nữa cả tên đầy đủ cũng không muốn cho người ta biết. Lại còn mang cái khẩu trang to tướng. Bí mật thật. Chuyện này làm Diệp Thiếu Dương cảm thấy tò mò. Nhưng có đoán mò cũng vô dụng. Lần sau gặp lại biết thôi mà. Vì vậy tạm thời bỏ qua một bên, dục Tiểu Mã lau tường sạch sẽ. Sau đấy chuyển bàn trà sang nơi khác, để lộ một khoảng trống. Dùng linh phù thả Thực Mộng Quỷ ra. Thực Mộng Quỷ nằm run lẩy bẩy trên mặt đất. Nó là quỷ âm xanh cấp thấp, cho nên không nói được tiếng người, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng một lá linh phù khóa chặt nó lại, một tay đưa lên đỉnh đầu, dùng cương khí dò xét một lần, thở dài. Nó chưa từng giết người. Hả? Thế vậy thì sao? Đừng khinh quỷ thần. Mặc dù nó có tâm hại người để tu luyện, nhưng dù sao vẫn chưa giết người, có thể siêu độ. Không thể dùng nó để thí nghiệm phần thiên phù. Bằng không nó chết, tôi có tội mất. Nói xong hắn xoay người nói với Thực Mộng Quỷ. Ta tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi trở lại quỷ vực, lo ở đấy tu luyện cho ta. Dám làm chuyện xấu, ta lập tức tiêu diệt ngươi. Thực Mộng Quỷ không thể nói chuyện nhưng vẫn nghe hiểu được, lập tức gật đầu như dã tỏi. Diệp Thiếu Dương lấy ra tờ linh phù, dùng máu của mình chấm lên. Linh phù lập tức bốc cháy. Thực Mộng Quỷ chờ huyết phù đốt thành tro, không cần Diệp Thiếu Dương hạ lệnh, một hơi nuốt hết tro giấy. Thân thể lập tức hiện lên đạo ánh sáng tím, tà khí cùng sát khí không ngừng thoát ra bên ngoài thân thể. Tu vi của nó có hạn, sát khí trong cơ thể không nhiều, vì vậy sát khí rất nhanh thoát ra hết. Thân thể trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành làn khói nhẹ, biến mất trong không khí. Tiểu Mã cả kinh. Bố ơi, xảy ra chuyện gì đấy? Dùng huyết phù đưa nó về quỷ vực. Lóc Bách giải thích. Thì giống như Hà Cơ. Chúc mừng tiểu sư đệ, lại thu được con quỷ phó. Tương lai nếu như có thể, đến đấy thì lại có thêm trợ thủ rồi. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Loại tiểu quỷ này muốn dùng cũng vô dụng thôi, nó không làm chuyện xấu là được. Lão Quách nói. Ấy, không thể nói như thế. Nó được tha trở về tu luyện, nói không chừng đến khi đệ cần giúp đỡ, nó tiến hóa thành mộng ma rồi ấy chứ. Diệp Thiếu Dương khinh thường. Thì vẫn là tép diêu thôi. Chương 212. Hướng đến tử nhân cầu. Tiểu Mã nhìn chằm chằm ám kim thần trong tay Diệp Thiếu Dương, hỏi rằng: Thế chúng ta đi nghĩa trang nữa không? Thôi không đi, không muốn đi. Diệp Thiếu Dương nói. Chờ đến tử nhân câu thì không thiếu ma quỷ để làm đâu, sẵn tiện thí nghiệm luôn bọn chúng mà. Tiểu Mã ra vẻ bi thương. Tôi thực sự cảm thấy thốn dùng bọn chúng đấy. Lão Quách ngồi chồm hổm xuống đất, dốc ngược túi đeo lưng tìm kiếm cả buổi, tìm thấy cái bình nhỏ dài bằng nhựa. Mở ra dùng bàn chải nhỏ cẩn thận lùa hết pháp dược trong mâm vào cái bình, đóng nắp bình, cởi cái nón của mình xuống. Bên trong có cây bút vẽ phù. Đây là bút vẽ phù ta đặc chế đây này. Khi dùng chỉ cần bóp nhẹ thân, pháp dược tự động xịt ra. Đặc điểm giống như là bút vẽ phù thông thường. Khi không dùng thì đậy nắp kín lại là được. Pháp dược bên trong không bị khô. Lão Quách vừa thao tác cho Diệp Thiếu Dương, vừa giải thích. Này, xem đi. Thấy không? Phía dưới có pít tông, chỉ cần đẩy nhẹ đỉnh đầu, dù bên trong chỉ còn lại một chút pháp dược cũng được đẩy ra hết. Diệp Thiếu Dương lập tức dùng thử. Uầy, sư huynh, huynh đúng là không hổ danh nhà phát minh đệ nhất trong giới pháp thuật. Tiểu Mã cầm thử hiếu kỳ hí hoáy một hồi. Ôi giời, đừng nói vậy chứ, thứ này hữu dụng đối với tiểu Diệp tử nhưng lại đắt quá. Không nói những cái khác, chỉ riêng trong cái này có bột vàng bột bạc, còn có nitrate, toàn thứ quý. Phải dùng tiết kiệm thôi, nếu không thì tiền kiếm được không đủ bù về tiền vốn đâu. Lão Quách thu dọn đồ đạc, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, vì vậy cáo từ Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã đi tắm trước.
Diệp Thiếu Dương ngồi trên ghế salon chờ cậu tắm xong thì cũng đi tắm. Một lúc sau, Tiểu Mã tắm xong đi ra, thấy hắn đang cầm thiên sư bài, bộ dạng ngơ ngẩn bèn hỏi: "À, nghĩ gì thế?" Diệp Thiếu Dương nhìn thiên sư bài: "Đang nghĩ xem chủ nhân vật này rốt cuộc là ai." "Thì có lẽ là tổ tiên của cậu thật đấy. Cậu cẩn thận ngẫm lại xem, từ xưa đến nay có bao nhiêu thiên sư họ Diệp?" "Đạo sĩ họ Diệp thì đếm không hết, thiên sư thì cũng chỉ có mấy người. Nhưng luận pháp lực và có thể tiếp xúc với toàn bộ độn giáp thiên thư, chỉ có Diệt Pháp Thiện thôi." Trong đầu Tiểu Mã đột nhiên hiện ra cái tên. "Ơ, thế Diệp Lương Thần nữa mà." "Ai?" "À, không có gì. Phải rồi Tiểu Trực Tử này, chẳng phải cậu là thiên sư à? Vì sao không có thiên sư bài?" "Tôi chưa đi địa phủ đăng ký huyền danh." "Hả? Tôi không hiểu." "Không hiểu thì thôi, hỏi lắm thế." Diệp Thiếu Dương không muốn nói cho cậu biết mấy chuyện này, chỉ lặng lặng đi tắm. Tắm rửa xong, hắn trở lại phòng mình, nằm trên giường, lấy thiên sư bài lật qua lật lại, nhớ cuộc đời của Diệp Pháp Thiện. Mao Sơn Điển Tịch có ghi chép, Diệp Pháp Thiện khi còn sống được thụ phong thiên sư, khai tông, lập phái, đứng đầu đạo môn trong thiên hạ, vinh quang một đời, sống đến 107 tuổi thì mất. Nếu theo truyền pháp này, Diệp Pháp Thiện chưa đăng ký huyền danh mà đã mất, vậy giả sử thiên sư bài này là của ngài ấy thực, thế thì chứng tỏ tư liệu lịch sử đã sai. Diệp Pháp Thiện không chết mà đến vô cực quỷ vực. Như vậy rốt cuộc thực sự là thế nào đây? Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng kỳ quặc, có điều phải điều tra cho rõ ràng. Bè quyết định đợi sau khi xong việc Thất Bà, nếu như hắn còn sống, nhất định trở lại Mao Sơn để kể chuyện thiên sư bài này cho Thanh Vân Tử nghe, xem lão ấy nói thế nào. Hắn không khỏi suy nghĩ, mình đã hạ sơn lâu vậy, chưa liên lạc với Thanh Vân Tử lần nào, không biết lão còn trên núi không, sống thế nào nữa. Nếu lão biết mình vô tình học được cách vẽ ám kim trần, không biết vẻ mặt lão ra sao nhỉ? Nghĩ đến thần phù, Diệp Thiếu Dương lấy nó ra, lập tức cảm thấy có khí tức cường đại bị đè nén đang lưu động trong phòng. Mặc dù chưa trải qua thí nghiệm, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng thần phù này nhất định có thể sử dụng được. Hơn nữa uy lực lợi hại hơn nhiều so với tử sắc phù hắn thường dùng. Trước khi bận rộn, tâm tình còn tương đối chấn định, nay ở một mình yên tĩnh, tay cầm thần phù, tâm tình của hắn bắt đầu kích động. Ám kim thần phù, phù chú chí cao trong đạo môn. Có nó, thực lực của hắn tăng thêm một bậc, hơn nữa còn là bậc khó khăn nhất. Diệp Thiếu Dương vỗ trán, nhớ ra còn chuyện quan trọng quên chưa làm, lập tức xoay người leo xuống giường, tìm giấy bút, ghi lại cách vẽ và thần chú trong thiên thư hắn nhớ được vào giấy, để khỏi sau này quên mất. Gặp cơ duyên lớn như vậy, may mắn đọc được thiên thư thất truyền, cuối cùng lại bởi vì chủ quan mà quên hết nội dung, và thì đâm đầu vào gối chết cho xong. Chép toàn bộ thần phù, Diệp Thiếu Dương bắt học thuộc hơn 10 cách vẽ thần phù và thần chú, cho đến khi ghi tạc tất cả trong lòng thì trời vừa sáng. Nhắm mắt ngủ được 2-3 tiếng, chờ điện thoại vang lên. Là Chu Tĩnh Như gọi hỏi số chứng minh nhân dân của hắn, giúp hắn đặt vé máy bay. "Thiếu Dương ca này, trừ anh ra có ai muốn đi cùng không?" "À, Tạ Vũ Tình thì chắc là tự đi một mình. Em giúp anh đặt một vé nữa cho Tiểu Mã có được không?" "Tiểu Mã cũng đi ạ?" Diệp Thiếu Dương nói với cô, hắn vốn định đi một mình, thế nhưng có thêm Tiểu Mã cũng không sao. Dù gì bình thường cậu ấy là đồng tử cho hắn, xách túi hay cầm đồ vật, giúp hắn làm vài chuyện lặt vặt. Mặc dù Tiểu Mã tham tài háo sắc, nhưng thời điểm mấu chốt quả thực không lề mề, nếu cần vẫn có thể làm mồi nhử, thực không tệ. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đi vào phòng ngủ, đánh thức Tiểu Mã, hỏi số chứng minh nhân dân cậu ta, sau đó nhắn Chu Tĩnh Như đặt hai chỗ gần nhau. Chỉ không tới 10 phút, Chu Tĩnh Như đã nhắn tin bảo đặt vé xong, hơn nữa còn đặt bàn tại Tụ Hiền Các, muốn hắn trưa nay đến gặp mặt bàn bạc mọi chuyện. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã thu dọn đồ đạc, nhìn đồng hồ đã gần đến giữa trưa, vì vậy đi tới địa điểm gặp mặt. Trên đường đi gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng đến đấy. Nửa giờ sau, tất cả mọi người có liên quan tập trung đầy đủ tại nhà hàng, thương lượng phân công công việc. Đàm Tiểu Tuệ nói Uông Đình đi Tứ Xuyên có việc quan trọng, sợ rằng một người không giải quyết được, cho nên gọi Đặng Vĩnh Thanh đi cùng cô luôn. Diệp Thiếu Dương không hỏi đó là chuyện gì. Đàm Tiểu Tuệ và Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã cùng đến Tử Nhân Câu. Tạ Vũ Tình
cùng mấy người đồng sự sẽ đến đấy sau. Này, đưa điện thoại của anh cho tôi. Thảo bất tình giơ tay trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đưa điện thoại di động cho nàng. Gì thế? Thảo bất tình mở nắp điện thoại, cắm vào cái thẻ bạc nhỏ ở đâu đấy trong điện thoại, trả lại cho Diệp Thiếu Dương. Tôi gắn con chip định vị bên trong, mặc kệ anh đi đến đâu, tôi có thể tìm được anh. Khi nào cần tôi trợ giúp, chỉ cần gọi điện thoại. Tôi với cảnh sát địa phương mau chóng tới. Yên tâm đi, chỉ lúc nào cần thiết tôi mới gọi thôi. Giữa trưa, Chu Tĩnh Như mời tất cả mọi người cùng dùng bữa. Sau đấy cô và Tạ Vũ Tình lái xe, đưa 5 người đến sân bay làm thủ tục đăng ký. Dặn dò mọi người kỹ càng. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe mắt có chút đỏ lên. Thiếu Dương ca này, anh, bọn anh đi nhất định cẩn thận đấy, an toàn trở về. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay chào cô. Tiểu Mã, Đàm Tiểu Tuệ đi theo sau, cả ba tiến về phía cửa máy bay. Chương 213, xe tang. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đều là lần đầu tiên đi máy bay, cho nên rất căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trong lòng đầy cảm giác hưng phấn và chờ đợi. Khi máy bay cất cánh, Diệp Thiếu Dương không nhịn được kêu nhẹ một tiếng. Đàm Tiểu Tuệ quay lại cười nói. Sao thế, anh kích động quá à? Ui, không phải, anh muốn ói. Lần đầu tiên ngồi máy bay thì thế đấy anh ạ, về sau đi nhiều thành quen mà. Lần sau á, vậy lần này làm sao? Diệp Thiếu Dương cố gắng được một lúc lại cảm giác buồn nôn, liền chạy vào nhà vệ sinh, ở trong đấy không đi ra. Sau khi chuyển chuyến giữa chặng, lại bay tiếp 2 giờ, máy bay hạ cánh tại sân bay tỉnh Dung Thành Tứ Xuyên. Diệp Thiếu Dương được Đàm Tiểu Tuệ, Tiểu Mã dìu xuống máy bay, toàn thân hắn nhũn ra, mặt mày tái nhợt. Đàm Tiểu Tuệ ở kế bên che miệng cười. Diệp Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương, đại danh đỉnh đỉnh, lại bị say máy bay à? Ôi, Thiên Sư thì sao? Thiên Sư cũng là người mà. Tiểu Mã nói lại như vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đang muốn mở miệng đồng ý, ai ngờ Tiểu Mã châm thêm một câu. Thiên Sư à, cũng háo sắc nha, cũng ham tài vô đối luôn. Diệp Thiếu Dương rất muốn đạp cậu ta một cái, nhưng toàn thân mềm như cọng bún, chân không nhấc lên nổi. Mọi người cùng nhau ra khỏi sân bay. Uông Đình và Đặng Vĩnh Thanh từ biệt lên xe buýt rồi đi trước. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi bọn họ muốn đi đâu, nhưng bây giờ không còn sức mà hỏi nữa. Ba người ngồi xe taxi tới khách sạn Chu Tĩnh Như đặt. Kết quả bọn họ đến một khách sạn 5 sao. Bên trong phòng bọn họ có 3 phòng nghỉ, một phòng khách cực kỳ xa hoa. Diệp Thiếu Dương chỉ thấy căn phòng xa hoa như vậy trên TV, giờ tận mắt chứng kiến cảm thấy kinh sợ không dứt. Toàn bộ đồ dùng trong phòng đều như mới, không dính hạt bụi. Diệp Thiếu Dương không dám ngồi lên ghế, sợ làm bẩn sofa. Ba người đem hành lý vào phòng, nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đấy tới ban công cực lớn ngắm cảnh. Bọn họ ở trên tầng 38, cho nên có thể quan sát một nửa thành đô. Ba người đứng trước lan can trong suốt trên sân thượng, cảm thấy như đứng trên những đám mây. Tiểu Mã thì thào hỏi. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết, căn phòng này không biết một đêm bao nhiêu tiền nhở? Đàm Tiểu Tuệ cười. Anh đừng hỏi nữa, kẻo không dám ở đâu. Ê, bao nhiêu đấy? 300 một đêm à? Đàm Tiểu Tuệ giữ nguyên nụ cười. Anh á, phải thêm một số 0 nữa vào. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Ôi, anh thật không ngờ trên đời này có căn phòng đắt vậy đấy. Quá lãng phí. Thì Tiểu Như muốn chúng ta nghỉ ngơi thật thoải mái mà, cho nên mới đặt căn phòng tốt như thế. Cũng may là chúng ta ở có một đêm thôi. Mục đích chính của bọn họ không phải đến thành đô, mà là một thị trấn cách thành đô vài trăm dặm. Ở đấy không có sân bay, thậm chí không tàu hỏa. Vì vậy nhanh nhất ngồi máy bay đến thành đô, sau đấy ngồi xe buýt tới nơi. Xe buýt mỗi ngày có 2 chuyến, hôm nay lỡ mất chuyến cuối cùng, sáng sớm mai có thể đi tới đó. Vốn Chu Tĩnh Như đề nghị thuê giúp bọn họ chiếc xe và lái xe từ Thạch Thành đưa bọn họ tới tận nơi, nhưng Diệp Thiếu Dương thấy tiêu tốn quá nên từ chối. Hắn coi Chu Tĩnh Như là bạn tốt, không muốn cô vì những chuyện không liên quan đến việc chung mà lo lắng tốn tiền như thế, lòng hắn cảm thấy khó chịu. Diệp Thiếu Dương đến phòng ngủ nghỉ ngơi, cảm giác thoải mái hơn, rồi cùng Đàm Tiểu Tuệ, Tiểu Mã đi ra ngoài ăn uống. Thành đô nổi tiếng có nhiều món ăn ngon, không dễ dàng mới đến một lần.
nếu không ăn thực đáng tiếc. Huống hồ trong đội ngũ còn có một em gái thuộc hàng sát thức ăn như vậy. Vì vậy chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, ba người lần lượt theo các điểm ăn vặt nổi tiếng trên mạng chạy một lượt gần hết thành đô, ăn thử các món ăn nổi tiếng như là hoành thánh rồng, mì đan đan, sủi cảo chuông, phù thê phế phiến, vân vân. Mà đồ ăn vặt thành đô mùi vị quả thực không tệ. Thế nhưng ăn nhiều vị giác chẳng cảm thấy gì, cho nên bọn họ thôi. Rốt cuộc buổi tối bọn họ lại bị Đàm Tiểu Tuệ kéo đi ăn bữa chính gốc Tứ Xuyên là lẩu cay. Kết quả vì ăn quá nhiều đồ ăn, lạnh nóng không đồng đều, cho nên sau khi trở về khách sạn, ba người lập tức tranh nhau đi nhà vệ sinh. Quá nửa đêm bên ngoài trời đổ mưa, mà đến sáng sớm hôm sau ba người thu thập xong đồ đạc xuất phát. Mưa không ngừng rơi, vì ba người ở phòng VIP nên khách sạn rất tận tình phái chiếc xe đưa bọn họ đến thẳng bến xe, lên ô tô khách từ biệt thành đô. Trên đường đi mưa cứ rơi, sắc trời âm u như là trạng vạng tối. Nhìn những giọt mưa tụ lại thành những vệt dài trên cửa sổ xe nhanh chóng chảy xuống, Tiểu Mã khiếp sợ. Ơi, kỳ quái thế, hôm qua còn nắng, làm thế nào đêm lại mưa to, tận giờ không ngớt cơ chứ. Làm Tiểu Tuệ giải thích. À, ở phía Nam vốn nhiều mưa mà, thường xuyên bị như thế, không biết khi nào mưa, khi nào thì không mưa nữa. Quả nhiên là không đến nửa giờ sau, mưa chuyển nhỏ cuối cùng ngừng. Sắc trời thì u ám, ô tô phải mở đèn mới có thể thấy rõ con đường phía trước. Diệp Thiếu Dương mở cửa sổ thò đầu nhìn, chỉ thấy ô tô rời đường cao tốc chuyển tới đường quốc lộ trên núi. Bốn phía toàn núi, cây xanh râm mát, rất ít thấy người hay nhà cửa xuất hiện. Dưới núi có nhánh sông, có thể là vì vừa trải qua một đợt mưa to cho nên nước sông chảy xiết đục ngầu, phát ra âm thanh nổ vang như là máy móc, trong đấy kèm theo âm thanh kỳ quái. Diệp Thiếu Dương đang muốn lắng nghe cẩn thận thì đột nhiên hắn cảm giác ô tô như chuyển hướng sang bên trái, vì vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chắn gió phía trước, chợt phát hiện ô tô đang chạy trên đường cong xoắn ốc kéo dài, tài xế không ngừng bấm còi. Bất chợt một bóng người màu trắng từ đâu xuất hiện trên lối rẽ con đường, tài xế phản ứng cực nhanh, vừa phanh xe vừa bẻ tay lái, cuối cùng né tránh thành công. Xe dừng ở ven đường, đầu xe chỉ cách vách núi khoảng 2-3 mét. Mọi người trên xe kêu lên sợ hãi, lớn tiếng trách móc tài xế lái xe ẩu. Tài xế là người đàn ông da ngăm đen, chừng 30 tuổi, giải thích cho mọi người là y nhìn thấy phía trước có người, vì vậy liền né tránh để không đụng trúng người ta. Thế nhưng 23 hành khách trong xe không ai nhìn thấy bóng người màu trắng nào cả. Một số hành khách muốn chứng minh cho nên cùng tài xế xuống xe, tìm trước tìm sau xe một lần, tìm trong gầm xe, kết quả chả thấy ai. Cả xe phàn nàn, tài xế nhất định hoa mắt rồi. Tài xế không chối cãi được, tự nhận mình là không may. Sau đấy trở lại trên xe, giảm tốc độ, từ từ chạy tiếp con đường núi. Đàm Tiểu Tuệ nhỏ giọng nói với Diệp Thiếu Dương. Này, vừa rồi em nhìn thấy bóng người tài xế nói đấy. Ừ, anh cũng nhìn thấy. Hả? Là quỷ à? Ờ, là quỷ đấy. Anh cảm thấy có mùi quỷ khí, bất quá không riêng gì quỷ khí đâu. Diệp Thiếu Dương hít hít mũi, liếc một vòng tất cả hành khách xung quanh hạ giọng. Em có ngửi thấy mùi thi khí không? Chương 214, Cương Thi trở về phần 1. Đàm Tiểu Tuệ ngẩn ra, Diệp Thiếu Dương giơ tay cản cô lại, móc từ trong túi quần một cánh hoa héo rũ, nhét vào trong miệng, nhai một lúc thả vào lòng bàn tay. Chia nhau trả sát một số vị trí trên xe. Chỉ vài giây sau, cánh hoa vốn màu trắng lập tức biến thành màu đen, đồng thời tỏa ra mùi hôi thối nhàn nhạt. Đàm Tiểu Tuệ kéo kính xe xuống, ném cánh hoa, thần sắc nghiêm trọng nhìn Diệp Thiếu Dương gật đầu. Quả thật có thi thể trên xe đấy, hơn nữa thi khí nồng đậm lắm. Tiểu Mã ngồi hàng ghế trước, hai người Diệp Thiếu Dương ngồi hàng ghế sau. Nãy giờ cậu ta một mực quay úp người lại, nghe Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ nói chuyện. Nghe vậy, cậu lập tức ngẩng đầu quan sát một lượt từ trước xe đến sau xe, cau mày. Ui, không thấy có người chết, chả lẽ giấu ở trong túi hành lý à? Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta. Đây là thi thể biết đi. Hả? Hành thi? Diệp Thiếu Dương xuýt một tiếng cả giận. Cậu nhỏ giọng chút đi, đừng có đánh rắn động cỏ. Tiểu Mã thở nhanh hơn, nghĩ đến có một người chết giả mạo người sống ngồi cùng xe với mình. Ui, cảm giác này thực kinh khủng.
Nhưng mà Tiểu Diệp Tử ơi, nó là ai trong số này? Không xác định được. Trong xe quá nhiều người, không khí khó lưu thông, khó đoán được là ai lắm. Thế nhưng chắc chắn nó đang ở trong xe mà. Đàm Tiểu Tuệ nói. Không đúng, xe chạy mấy giờ rồi? Vì sao bây giờ anh mới phát hiện ra có thi khí? Khi đấy nó chưa lên xe em ạ. Chưa lên xe á? Xe đâu có dừng lại? Ui, vừa nãy có không ít người xuống xe cùng tài xế tìm cái bóng trắng. Đừng nói là lúc đấy nó thừa cơ hội lên xe chứ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đúng là chỉ có khả năng này. Ba người không hẹn cùng quay đầu nhìn đám hành khách trên xe. Chỉ thấy có không ít người dựa vào ghế ngủ, còn có người cúi đầu nghịch điện thoại. Rất khó xác định nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Cảm giác sợ hãi tự dưng chạy dọc sống lưng Tiểu Mã. Cậu đi cùng Diệp Thiếu Dương lâu thế, gặp nhiều ma quỷ lợi hại hơn hành thi, lẽ ra phải có khả năng miễn dịch với mấy chuyện này mới đúng. Kể cả có nhìn thấy cương thi cũng không hoảng sợ chứ. Thế nhưng chuyện này thì khác. Một hành thi luôn bên cạnh mình, nhưng bản thân không biết nó là ai. Nghĩ đến Diệp Thiếu Dương cũng không có cách tìm ra nó. Ở nơi hoang vắng thế này, tự dưng cảm thấy kinh dị biết nhường nào. Vừa rồi chắc là hồn phách của nó quấy phá, Diệp Thiếu Dương suy đoán. Mục đích của nó tìm cách dừng xe chúng ta, để thi thể của nó thừa cơ lên xe. Anh không rõ mục đích của nó là gì nữa. Này, em biết đấy, Miêu Cương chúng em á, thỉnh thoảng có xảy ra chuyện này, gọi là cương thi trở về. Có một số người xa quê bị hại hay gặp phải tai nạn, tử vong ngoài ý muốn, lo lắng thi thể mình không trở về được quê hương, cho nên hồn phách không muốn siêu thoát, khống chế thân thể, tìm mọi cách trở về. Có ngồi trên xe, cũng có ngồi trên thuyền đấy. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Việc này hắn đã từng nghe nói qua. Một số quỷ hồn có chút thông minh, biết dựa vào phương tiện giao thông để di chuyển. Nếu không chỉ đi bằng chân mình, chỉ sợ chưa về tới quê thi thể thối rữa hết. Đàm Tiểu Tuệ có chút bối rối nhìn ngoài cửa sổ. Nghe nói là có một số cương thi lên xe hoặc thuyền bị một số quỷ hồn ganh ghét đố kỵ. Những quỷ hồn này cũng là người chết tha hương, nhưng hài cốt không còn nguyên vẹn, tuy muốn nhưng không thể trở về quê nhà. Vì vậy khi thấy có cương thi khác trở về sẽ rất tức giận, tập trung lại leo lên xe trả thù. Tại vùng núi hay có những chuyện kể về ma quỷ bắt xe cộ lắm. Thực ra đó chính là cương thi trở về, cho nên tất cả các tài xế xe đều biết chuyện đấy. Bất kể giữa đường có ai bắt xe, họ cũng không dừng lại để đón đâu. Thật không ngờ thi thể này vì muốn về nhà lại suy nghĩ ra biện pháp như thế. Tiểu Mã thì thào. Này, nếu mà nói như vậy thì người ta cũng chỉ vì muốn về nhà thôi à? Đáng thương thế. Ừ thì vậy cũng không thể để nó trên xe được. Nhỡ ven đường bị quỷ quái trả thù thì sao? Đây là vách núi, không đùa được đâu. Thiếu Dương ca này, có biện pháp nào tìm ra nó không anh? Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, đột nhiên thấy phía trước ô tô có người phụ nữ mặc đồ đỏ chậm chậm đi trên đường. Tài xế lập tức giảm tốc độ, liên tục bóp còi. Người phụ nữ kia như là bị điếc, chẳng phản ứng gì. Lúc này không chỉ tài xế mà tất cả mọi người trên xe giớn cổ nhìn phía trước. Này này cô ơi, là bên nhường đường đi. Ô tô chạy tới ngay sát sau lưng người phụ nữ, nhưng cô ta chỉ cứ từ từ đi. Tài xế sốt ruột mắng một tiếng, định xuống xe cãi nhau với cô ta, nhưng Diệp Thiếu Dương lên tiếng kéo y lại. Cứ chạy thẳng đi. Tài xế quay đầu nhìn hắn, phát hiện đó là thiếu niên mặc trang phục của người thành phố, dáng vẻ phong nhã, ngẩn người. Chạy thẳng á? Cậu điên đấy à? Diệp Thiếu Dương dán lá linh phủ trước cửa kính xe, tạo kết giới trong xe, khiến quỷ bên ngoài không vào được, quỷ bên trong không ra được. Phía trước là quỷ đấy, không phải người đâu, không sao mà. Diệp Thiếu Dương vỗ vai y, giọng điệu hết sức bình thản. Tài xế bắt đầu hoài nghi, hắn bị điên hay là người trước xe bị điên nhỉ? Đúng lúc này, cô gái áo đỏ đột nhiên dừng lại. Tài xế nào dám chạy, thắng gấp. Dừng xe định mở mồm mắng cô gái, đột nhiên cô ta quay đầu, khuôn mặt trắng bóc, không có mắt mũi hay lông mày gì cả. Từ trên xuống dưới trơn nhẵn, y như quả trứng vịt được phủ tóc lên vậy. Tài xế lập tức hét lớn, mọi người trên xe thấy vậy hét ầm cả lên. Cả xe hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội âm thầm quan sát đoàn người, tìm kiếm người khả nghi trong số bọn họ. Sau đấy hắn nhìn về phía trước ô tô, nữ nhân không mặt biến đâu mất. Tài xế thở một hơi, đột nhiên thân xe rung mạnh. Một cô gái áo đỏ tóc tai bù xù từ phía dưới trườn lên,
dán sát mặt vào cửa kính. Vẫn là người không mặt mũi, đúng hơn là nữ quỷ không mặt mũi, giơ hai tay lên cao, uốn méo bò trườn trên cửa kính. Một cánh tay chỉ còn lại xương khô, cố gắng đập ầm ầm kính xe. Đồng thời khuôn mặt trắng bóc chợt toét ra một đường nhỏ. Từ bên trong thè ra cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm trên mặt kính, và ra tiếng xoẹt xoẹt làm mọi người sởn hết cả gai ốc. Tất cả mọi người trên xe nhảy dựng cả lên, kêu cha gọi mẹ. Diệp Thiếu Dương lập tức ra lệnh, mở cửa. Tài xế nhìn con quỷ khủng khiếp ngoài cửa xe, chân tay mềm nhũn, hồn vía lên mây, làm gì còn sức giúp Diệp Thiếu Dương mở cửa. Diệp Thiếu Dương đành kéo cái cửa sổ nhảy ra ngoài. Chương 215, cương thi trở về phần 2. Nữ quỷ không biết hắn là ai, thấy hắn đi ra vừa đúng ý nó, nữ quỷ lập tức bò qua thùng xe nhào vào người hắn. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, nhấc tay trái, 8 đồng tiền ngũ đế bay trúng người nữ quỷ, khiến nó văng ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Nữ quỷ khựng lại, lập tức dập đầu với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không dài dòng với nó, trực tiếp dán một lá dẫn hồn phù lên mặt nữ quỷ, đưa nó đến âm ti. Chưa kỳ bất kể làm chuyện gì xấu khi tới âm phủ đều có phán quan phán xét. Không phải quỷ nào cũng có tư cách để cho hắn phải tự mình truy hỏi sự tình. Trở lại xe, Đàm Tiểu Tuệ đang dùng ngôn ngữ của người Miêu nói gì đấy với mọi người trên xe. Trên xe hầu hết là người Miêu, bọn họ có thể nghe hiểu tiếng phổ thông, nhưng Đàm Tiểu Tuệ dùng Miêu ngữ nói chuyện với bọn họ để bọn họ thấy cô là người một nhà. Nói chuyện dễ dàng được, bọn họ tin tưởng hơn. Khi Đàm Tiểu Tuệ trấn an mọi người, thì mọi người bình tĩnh, dùng ánh mắt kính sợ đánh giá Diệp Thiếu Dương. Này, em nói gì với bọn họ đây? Không có gì đâu, chỉ là nói anh là pháp sư, có biện pháp tìm cương thi. Bọn họ đang chờ anh đấy. Được mọi người kỳ vọng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút thẹn thùng, gãi đầu. Bọn họ tin tưởng anh á? Người Miêu đều tin tưởng những chuyện này. Hơn nữa ngẫu nhiên có chuyện cương thi trở về phát sinh, không ai không tin. Anh chỉ cần tìm ra cương thi là được rồi. Này, ở hàng ghế cuối cùng ấy, gần cửa sổ có người luôn ngủ nhá. Phát sinh chuyện lớn như thế, hắn không có tỉnh, em đoán 8 phần 10 chính là hắn đấy. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn, tên kia rất béo, lưng đeo một cái túi sách nhìn như sinh viên. Diệp Thiếu Dương đi về phía hắn. Mọi người biết hắn muốn bắt cương thi, nên làm theo lời Đàm Tiểu Tuệ, ngồi bất động tại chỗ, tránh cương thi thừa lúc náo loạn trốn mất. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt sinh viên, tay trái siết chặt tiền ngũ đế, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó, tay phải vùng sức vỗ vai hắn, quả nhiên không phản ứng. Vỗ vài cái nữa cũng không phản ứng thật, gọi hắn hắn cũng không để ý. Người bình thường làm gì mà thế? Diệp Thiếu Dương quyết đoán nắm chặt tóc hắn, kéo đầu hắn, tay trái cầm tiền ngũ đế, định nhét vào trong miệng hắn. Nhưng tới gần miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấy trên đầu gối có để cái điện thoại di động, màn hình đang không ngừng nháy sáng. Hắn lập tức ngừng tay. Ui giời, sai rồi, người ta đang chơi điện tử. Diệp Thiếu Dương vội vàng buông tay xin lỗi hắn. Đàm Tiểu Tuệ buồn bực. Cậu không phải đang ngủ à? Ngoài kia xảy ra chuyện lớn thế, cậu không thèm ngẩng đầu lên một chút à? Ngẩng đầu làm cái gì? Mọi chuyện xảy ra rồi, tôi có nhìn hay không có làm được cái gì đâu. Ảnh hưởng đến việc tập trung chơi game. Có biết là tôi đang công thành chiến không? Tên này bị Diệp Thiếu Dương làm mất tập trung chơi game, vô cùng tức giận. Thế nhưng tay bấm lia lịa màn hình, không có thời gian lý luận cùng hắn, vẫn lại gối đầu lên khuỷu tay, cúi xuống chơi tiếp, che mất điện thoại, bộ dáng như là đang ngủ. Diệp Thiếu Dương lùi phía sau một bước, đi tới trước mặt một người đàn ông, mỉm cười đánh giá. Đây là ông lão trên 60, mặc y phục vải thô, chân đeo giày bảo hộ lao động, râu ria xồm xoàm, làn da thô ráp, chắc là người quen làm việc nặng nhọc. Mà thứ làm cho người ta chú ý trên trán của ông đang quấn giải băng trắng rũ xuống phía dưới. Ông lão cúi đầu xem tờ báo đã cũ. Diệp Thiếu Dương khoác một tay lên bả vai ông. Này, không phải tên kia thì chính là người đấy. Ông lão tập trung xem báo không nói lời nào. Đàm Tiểu Tuệ đứng phía sau góc áo Diệp Thiếu Dương thấp giọng. Lúc trước ông ấy có đứng lên? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Hắn đã nhận thấy thi khí từ trên người ông lão tản ra. Bây giờ chắc không sai nữa rồi. Đối diện với những ánh mắt nghi hoặc từ xung quanh, Diệp Thiếu Dương một tay nắm bả vai ông lão, một tay rút mạnh tấm vải trên đầu lão xuống. Nhất thời một vết thương lớn xuất hiện trên mặt, kéo dài tới tận miệng ông lão.
mà vết thương không có dấu hiệu khép lại, ở giữa chảy ra chút màu đen. Diệp Thiếu Dương được miếng vải lúc nãy che mất, không ai chú ý. Tất cả mọi người ngoại trừ tên béo vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, hoảng sợ không ngớt. Trần tướng đã được xác định, ông lão chính là Cương Thi đi nhờ xe. Đột nhiên bịch một tiếng, tài xế quỳ xuống mặt ông lão, nói huyên thuyên một tràng gì đấy. Sau đó lấy ra ba điếu thuốc lá, châm lửa, kẹp trong ba ngón tay, cung kính dâng tới trước mặt ông. Ông lão thở dài, xoay người đưa tay lấy điếu thuốc, đứng lên chậm chậm đi về phía cửa xe. Tài xế thở phào một hơi, nhanh chóng giúp ông mở cửa. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi Đàm Tiểu Tuệ, chuyện gì xảy ra vậy? Đây là quy củ của người Miêu chúng em, giống như loại khế ước ấy. Một khi tài xế phát hiện Công Thi trở về, không thể đuổi đi, hoặc là làm gì khác hơn, chỉ có thể tiễn đi thôi. Công Thi nhận điếu thuốc lá tức là rời đi, nếu như cầm hai điếu tức là không rời. Sau đấy thì sao? Thì Công Thi chọn chuyến xe tiếp theo, nghĩ cách để lên xe. Diệp Thiếu Dương nghe xong nổi giận. Thế thì ra cái thể thống gì nữa, nó đã bị anh phát hiện mà ung dung rời đi, đúng là không coi thiên sư ra gì. Ây, là vậy. Ở đây từ trước tới nay đều tách biệt với thế giới bên ngoài, có ít đạo sĩ tới đây, cho nên nó căn bản không biết anh là ai. Không biết à? Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu ra, thảo nào nữ quỷ được mình siêu độ lúc nãy, tu vi thấp như vậy vẫn dám chủ động tấn công mình. Không biết à? Đơn giản thôi, đánh cho người biết. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống xe chắn đường Cương Thi. Cương Thi đứng lại ngoẹo đầu, để lộ hai con mắt âm lãnh. Diệp Thiếu Dương nhìn nó, biết rõ trên thực tế không phải là Cương Thi mà là quỷ thi. Thân thể nó được linh hồn khống chế, có điều loại quỷ này chỉ hợp nhất tạm thời, không thể hợp nhất lâu dài. Chương 216 Thi thần. Tiên sinh à, ngài không thể đi. Tài xế chạy xuống xe lại sợ hãi Cương Thi, không dám bước lên trước, chắp tay lo lắng nói với Diệp Thiếu Dương. Tiên sinh à, chúng tôi biết ngài có bản lĩnh, nhưng thi thần đã nể tình đồng ý rời đi, mong tiên sinh đừng đắc tội. Nhớ đâu ngài không phải đối thủ của nó, tất cả mọi người gặp nạn đấy. Nghe y nói xong, mọi người trên xe nhao nhao gật đầu phụ họa. Quỷ thi nhìn Diệp Thiếu Dương, trên mặt cứng đờ xuất hiện nụ cười đắc ý. Đom đóm đòi sánh với mặt trăng à? Thứ như ngươi đòi xứng với một chữ thần à? Quỷ thi khẽ giật mình, khuôn mặt mờ mịt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nó không hiểu vì sao hắn không sợ nó, mà không biết rằng nó đến tư cách làm hắn sợ cũng không có. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, né tránh công kích, luồn ra phía sau. Không đợi nó xoay người, hắn nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào gáy. Chỉ một tiếng răng rắc vang lên, cái đầu nguyên vẹn của nó theo vết thương nứt thành hai nửa, một nửa rơi trên mặt đất, một nửa dính ở trên đầu. Giống như trái dưa được bổ, não của nó còn nguyên vẹn, treo lủng lẳng ở nửa đầu còn lại, y hệt một đống lòng xếp chồng lên nhau, bên trên còn dính chút máu. Quỷ thi rên rỉ, chẳng quan tâm đến Diệp Thiếu Dương, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cố sức nhặt nửa cái đầu bị rơi, gắn lại vị trí cũ. Nó gắn đầu không chuẩn, hơi lệch một chút, thế nhưng cố gắng đè ép cho khít, kết quả óc vỡ toang, theo tóc chảy dài xuống hai tay nó. Cảnh tượng này, nhiều người trong xe nôn ra tại chỗ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày đi tới, giơ tay trái lên, ngón giữa điểm vào quỷ môn của quỷ thi, sau đấy kéo ra một cái hư ảnh. Thi thể kia lập tức đổ nhào trên mặt đất không nhúc nhích. Mọi người chăm chú nhìn, hư ảnh giống hệt thi thể, chỉ thiếu đi vết sẹo trên đầu. Hiển nhiên nó chính là hồn phách của Cương Thi. Những người trên xe không hiểu pháp thuật, nhưng thấy Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng điểm một cái đã kéo quỷ hồn, cũng hiểu người trẻ tuổi trước mặt chắc chắn là cao nhân, không khỏi kính nể. Quỷ hồn đau khổ cầu xin, đại pháp sư tha mạng, xin tha mạng. Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Bây giờ biết ta là đại pháp sư rồi à? Ngươi là người ở đâu, chết thế nào, tại sao leo lên xe bọn ta? Quỷ hồn lập tức quỳ trên mặt đất. Tôi là Kim Quân, nhà ở Kim Gia Trại, núi Hải Sơn. Khi còn sống làm việc ở công trường ở Thành Đô, vì có mâu thuẫn với một nhân viên nên bị hắn dùng xẻng đập chết. Tôi bị giết trong rừng, sợ thi thể dã thú ăn hết, cho nên trước khi quỷ sai tới khống chế thi thể của mình, tự mình trở về. Tôi muốn chôn ở quê nhà. Diệp Thiếu Dương nghe xong lắc đầu. Người chết rồi, tại sao vẫn còn tư tưởng ngu muội vậy? Hắn cũng lười nói thêm,
vẽ một lá dẫn hồn phù nói với nó. Nhân lúc ngươi trở lại dương gian chưa bao lâu, mau tranh thủ thời gian đi âm phủ báo cáo, như vậy hình phạt có thể giảm được một chút. Ta giúp ngươi chuyển thi thể của ngươi tới người thân. Ông lão Kim Quân không tiếc làm trái luật âm phủ, nhập vào thi thể vì mong muốn đưa thi thể về nhà. Mà hiện giờ đã có Diệp Thiếu Dương làm thay, không cần tự mình đi, lại được đi âm phủ sớm giảm nhẹ hình phạt. Tất nhiên muốn còn không được. Vì thế lập tức hành lễ với Diệp Thiếu Dương, hóa thành làn khói bám theo dẫn hồn phù. Diệp Thiếu Dương buông tay, linh phù theo gió bay lên dần dần biến mất. Diệp Thiếu Dương thở dài, quay đầu nhìn lại, lúc này phát hiện tất cả mọi người trong xe đang dùng ánh mắt kính sợ nhìn mình. Nhất là người tài xế, y đang khẩn trương vò đầu bứt tai, vẻ mặt hoàn toàn khác với lúc đầu. Đại pháp sư à, vừa rồi tôi đắc tội. Thi thể của ông ấy tôi giao cho anh phụ trách đưa tới nhà ông ấy. Đây là việc thiện, anh nghĩ thế nào? Được ạ. Vừa hay xe này ngang qua Kim gia trại, tôi nhất định đưa ông ấy về giao cho người nhà. Thế rồi mọi người lần lượt trở lại lên xe đi tiếp. Diệp Thiếu Dương không thích bị người khác nhìn, cùng Đàm Tiểu Tuệ, Tiểu Mã chuyển xuống ngồi phía sau. Cậu sinh viên kia tiếp tục chơi game. Sau khi xe chạy, Đàm Tiểu Tuệ chủ động nói cho Diệp Thiếu Dương biết rằng người Miêu, nhất là người Miêu ở đây, vô cùng coi trọng chuyện này, không muốn hỏa táng. Người sau khi chết bất luận thế nào cũng phải về nhà, sợ nhất là chết ở nơi đất khách quê người. Có điều là chuyện không thể phát hiện ra thi thể sau khi chết xảy ra cực nhỏ, cho nên chuyện cương thi trở lại cũng gặp không nhiều đâu. Lúc trước giao thông Miêu Cương chưa tốt, nên muốn đưa người chết trở về hầu như đều chọn cách là cản thi. Thà chịu phiền toái một chút, tuyệt không chịu hỏa táng mang cho cốt về. Đấy cũng là tập tục ở Miêu Cương. Cho nên dù thế nào em cũng phải tìm được thi thể của biểu tỷ em. À, mà quên nói cho anh biết này, ngày đấy em cùng Tiểu Đình dùng vu thuật kiểm tra bên trong giếng nước, xác định không có thi cốt của biểu tỷ ở trong đấy. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi cho rõ. Vậy điều này chứng tỏ biểu tỷ của em không chết ở giếng à? Không, tỷ ấy nhất định chết ở dưới giếng, sau đấy thi cốt bị người mang đi, rất có thể là Kim Soái làm. Y không làm chuyện gì vô dụng, càng không hảo tâm mang tỷ ấy đi chôn đâu, cho nên y nhất định lợi dụng thi cốt biểu tỷ làm một chuyện gì đó rồi. Hả? Xương người có thể làm được gì? Thiếu Dương ca này, một số hắc vu thuật cao cấp có thể dùng xương người để... Hiện giờ em không dám đoán bừa đâu, đợi khi nào tìm được thi cốt của biểu tỷ em sẽ nói sau. Vậy em biết ở đâu không? Em đoán là xương người 8 phần 10 sử dụng trong ngũ quỷ bàn sơn trận. 4 trận pháp kia đều không có, vậy chỉ có thể nằm trong trận pháp cuối cùng thôi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, hắn đồng ý với cô. À đúng rồi, em vừa mới nói đến cản thi, nó không phải chỉ xuất hiện tại Tương Tây à? À, chỉ cần là nơi người Miêu sống thì đều có cản thi. Chỉ là hiện tại giao thông dễ dàng, trên cơ bản là không cần. Nhưng tại một số vùng núi xa xôi hẻo lánh, không thể vào, hoặc là có tình huống đặc biệt, vẫn phải dùng đến cản thi anh ạ. Tiểu Mã nghe thế lập tức sinh hứng thú. Thế cản thi nó rốt cuộc là thế nào? Tôi có xem qua một số tiết mục trên TV, nói cản thi á, thực ra là vác thi thể trên lưng, có đúng không? Đàm Tiểu Tuệ nở nụ cười khinh miệt, vừa muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng nổ thực lớn từ ngoài cửa sổ truyền đến. Mọi người bị âm thanh đó thu hút, quay đầu nhìn một chỗ, chỉ thấy dòng sông bên dưới vách núi có một cột nước cao khoảng mười mấy mét từ đâu bắn lên cao, sau đấy chậm rãi rơi xuống. Tiểu Mã khiếp sợ. Ủa, có người dùng mìn nổ cá? Nhưng mà uy lực lớn thế, có phải là TNT không nhở? Tiểu Tuệ chậm rãi lắc đầu, nhìn chằm chằm phía ngoài cửa. Ôi anh ơi, giao long xuất hiện rồi. Chương 217, Phong Yêu phần 1. Tiểu Mã lập tức hỏi. Giao long á? Giao long là cái gì? Tiểu Mã chưa dứt câu, ầm một tiếng, cột nước còn cao hơn trước kia phóng thẳng lên trời, khiến mặt đất rung chuyển. Ôi, động đất rồi. Cột nước này cực lớn, xoay tròn phía trước xe hơn chục mét, không ngừng va một cây cầu, phát ra tràng âm thanh kinh thiên động địa. Tất cả hành khách trên xe sợ hãi, mọi người nghe theo lời kêu gọi của tài xế lần lượt xuống xe, quỳ hai bên đường, miệng hô to. Là rồng, rồi chân long thăng thiên. Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã nhìn nhau.
Chuyện gì vậy? Về mặt Đàm Tiểu Tuệ nghiêm hơn hẳn, nhắm mắt lại yên lặng cầu khẩn. Ở chính giữa cột nước cực lớn có âm thanh của một loài dã thú không ngừng gào thét, khiến mực nước dưới sông không ngừng cao thêm tới mấy mét. Không bao lâu sau, nghe tiếng nổ mạnh mẽ khiến cây cầu đá trên sông vỡ tung tóe. Cột nước mạnh mẽ hạ xuống, mực nước mới nãy tăng lên hạ theo. Mọi người kinh ngạc phát hiện cây cầu duy nhất bị phá hủy. Khắp nơi đều là đá vỡ, chỉ sót lại một chân cầu không hoàn chỉnh đứng sừng sững ở đó. Đoàn người thấy con đường phía trước bị chặn, ai nấy sững sờ. Thế nhưng không ai dám tiến lên phàn nàn. Tài xế gọi điện thoại cho quản lý giao thông địa phương, kêu người tới tu sửa. Sau đấy mọi người trở lên xe chờ đợi. Ý nói cho mọi người biết rằng đây là vùng vắng vẻ, ít nhất 2 giờ nữa đội sửa chữa đường mới tới. Không biết phải mất bao lâu mới sửa xong cầu. Thế nhưng đây là đường nhanh nhất quanh núi, muốn đi đường vòng họ phải đi thêm 200-300 dặm nữa. Sau khi thương lượng, mọi người trên xe quyết định chờ đội tu sửa giao thông tới xem bắc lại cầu mất bao lâu, đến lúc đấy quyết định chờ bắc cầu hay đi đường vòng. Tiểu Mã phàn nàn. Ôi, xối quẩy, mất thêm một ngày nữa rồi. Đàm Tiểu Tuệ nói, hay là chúng ta xuống dưới đi bộ đi. Đây là sông Thanh Long, nơi chúng ta muốn tới nằm ở phía hạ lưu, có thể đi đường mòn, đại khái chỉ khoảng 10 mấy dặm nữa là tới thôi mà. Hả? Tận 10 mấy dặm á? Vậy xuống xe thôi. Diệp Thiếu Dương còn dự định khác, liền tìm tài xế dặn dò y nhất định đem thi thể lão Kim về nhà. Sau đấy ba người xách hành lý rời đi trước ánh mắt chú ý của người trên xe. Ba người cảm ơn, đi men theo chỗ nước cạn trên bờ sông. Được một đoạn, Tiểu Mã không nén được tò mò, hỏi Đàm Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ tỷ tỷ ơi, rốt cuộc nó là loài gì đấy? Các anh chưa từng nghe truyền thuyết về giao long à? Có những con đại xà tu luyện ở sâu trong vùng núi, và lúc mưa lớn xuôi theo dòng nước lũ di chuyển trên trăm dặm. Nếu như trên đường đi không làm hại đến mạng người và hoa màu, có thể độ kiếp thành công trở thành loài rồng mà. Các anh nhìn những dấu vết dưới mặt đất này này, đây là dấu vết của nó bỏ qua, khi nước chảy trở nên rõ ràng hơn. Mà tại sao có 2 dấu vết nhỉ? Chẳng lẽ có 2 con rắn cùng nhau độ kiếp à? Tiểu Mã nói. Thì là có 2 con chứ sao. Ui, không tin được đấy. Chả lẽ trên đời này thực sự có rồng à? Diệp Thiếu Dương nói. Tôi nói lại cho cậu lần nữa, rồng có thật đấy, nhưng loại giao long này không thể hóa rồng. Tuy tôi không hiểu, nhưng mới nghe thôi, biết đây chính là yêu xà độ kiếp. Một khi thành công, chúng trở thành yêu tiên. Nhưng mà 2 con yêu xà cùng độ kiếp một chỗ, đúng là hiếm thấy. Yêu tiên á? Này, rất châu bò phải không? Dĩ nhiên rồi. Trở thành yêu tiên hưởng thụ đãi ngộ của địa tiên, đến Diêm Vương cũng không quản được cơ mà. Ui, nói vậy á, chúng lợi hại hơn Thất Bà Bà cơ à? Tôi nhớ cậu đã nói nó chỉ là yêu linh mà. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cái này không liên quan đến tu vi. Thất Bà Bà là yêu quái tu tà, vĩnh viễn không thể thành yêu tiên. Chỉ có yêu quái tu chánh mới có thể độ kiếp trở thành yêu tiên. Thế nhưng tu tà lại dễ hơn tu chánh, cho nên Thất Bà Bà hấp thu tà khí nhiều năm như vậy, tu vi không thua kém gì yêu tiên đâu. Ba người vừa đi dọc bờ sông, Đàm Tiểu Tuệ vừa giới thiệu con sông này gọi là sông Thanh Long, đầu nguồn ở trên núi chảy xuôi xuống dưới. Lúc trước từng có truyền thuyết về giao long, cho nên 2 con yêu xà rất có khả năng trốn trong núi tu luyện đến một tu vi nhất định rồi cùng nhau độ kiếp. Đi từ xế chiều tới tận lúc trời tối, ba người mới sắp ra khỏi rừng. Họ nhìn nước sông càng ngày càng chảy xiết, lưu lượng vô cùng lớn, mà trên bờ sông người ta đã xây đê đập che chắn cẩn thận. Ba người đang bò lên trên đê, đột nhiên tia chớp từ trên cao lóe lên, sau đó là tiếng sấm ầm ầm vang dội. Tiểu Mã lo lắng. Ui, trời muốn mưa nữa à? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đây là do yêu xà độ kiếp, cũng thật khéo, 2 lần đều gặp chúng, chả lẽ có cơ duyên à? Hắn liền nhanh chân đi đến một chỗ đê cao, phía dưới nước sông cuồn cuộn, có thể thấy cách khoảng 10 giây có tia sét đánh xuống mặt nước. Dòng nước cuốn lên cao, có 4 đôi mắt màu xanh biếc như đèn lồng lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Mã biết đó là mắt yêu xà, do hỏi Diệp Thiếu Dương, lập tức bị dọa cho vãi đái. Ủa, mắt nó to thế, con rắn to cỡ nào? Sét đánh càng lúc càng nhiều, nước sông bốc lên càng ngày càng cao.
Từng con sóng lớn đập ầm ầm vào trên đê. Tiểu Mã cảm giác mặt đất đang rung động, khẩn trương nói: "Từ Dư Tử ơi, chúng ta đứng xa một chút đi. Nếu không đứng đây á, chúng ta bị sét đánh chết. Không thì cũng bị sóng cuốn đi đấy. Cậu cứ đi trước đi, tôi phải làm một việc đã." Diệp Thiếu Dương nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn mặt sông, cắn chót lưỡi, vẽ tờ linh phù cầm trong tay, sẵn sàng chuẩn bị hành động. "Này, đây là cái phù gì đấy?" "Phong yêu phù đấy." Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, hít sâu một hơi. Tuy nói Thiên Sư Mao Sơn có tư cách thay trời phong ấn yêu thế, nhưng hắn chưa từng làm việc này bao giờ. Đến cả sư phụ Thanh Vân Tử của hắn cũng chưa từng làm. Mà sách cổ cũng chỉ nhắc tới thời điểm chủ chốt nhất khi thiên kiếp mới đến có thể phong ấn yêu. Nghĩ thế, trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương. Nhỡ không thành, ai biết có hậu quả gì đây. Một lát sau hắn nhìn, mỗi lần tia chớp đánh xuống lại có hai thân thể cực lớn từ dưới nước cuốn vào cùng một chỗ, muốn bay lên trên, có điều bị sấm sét đánh rơi xuống nước. Tần suất bị đánh càng lúc càng nhanh dần, thế nhưng hai con quỷ xà vẫn cứ cuốn vào nhau, bay lên rồi lại rơi xuống, cứ như vậy cho đến khi bị sấm sét đánh thương tích đầy mình cũng không chịu bỏ cuộc. Máu tươi trên người chúng chảy xuống nhuộm đỏ cả nước sông, theo bọt nước bốc lên khiến mùi máu tươi tanh nồng xông vào mũi ba người. Diệp Thiếu Dương thì thào: "Hai con yêu xà này đang giúp đỡ cho nhau, thực đúng có tình nghĩa." Chương 218: Phong yêu phần 2. Sấm sét nổ vang, sóng lớn ngập trời, hai con xà tinh không ngừng gào thét, không ngừng đập cánh, cũng không ngừng rơi xuống. "Ủa ôi, Titanic ngoài đời thực à?" Tiểu Mã sợ đến mức quỳ rạp xuống đất không dám cử động. Diệp Thiếu Dương chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào hoành tráng vậy, chỉ mờ mịt đứng chôn chân tại chỗ, chăm chú nắm chặt phong yêu phù, trốn sau tảng đá lớn, không ngừng hít sâu, điều chỉnh tâm tình, tự khuyên nhủ mình tĩnh tâm một chút. Cách đấy không xa, sấm sét càng ngày càng lớn dần và không ngừng đánh vào hai con yêu xà. Hai con yêu xà ban đầu có thể ngẩng đầu chống cự, càng về sau càng đuối sức hẳn, chỉ có thể lượn lờ trong mặt nước, chật vật né tránh công kích của sấm sét. Nước sông tự động tách ra, có thể thấy rõ chân thân của hai con yêu xà. Một con trắng toát, một con xanh biếc, thân mình ba người ôm không hết. Da thịt trên người sét đánh bong chóc, máu huyết nhễ nhại, miệng không ngừng kêu rên, khiến kẻ khác không đành lòng nhìn. Đàm Tiểu Tuệ lo lắng: "Hình như bọn chúng không chịu nổi nữa rồi, không còn chút ý chí chiến đấu nữa." Diệp Thiếu Dương cũng hiểu một điểm rất quan trọng: nếu như hai con yêu xà độ kiếp thất bại, miễn cưỡng sống sót, lúc đấy bọn chúng mất hết tu vi, tu vi ngàn năm bị hủy hoại trong phút chốc. "Tiểu Diệp Tử ơi, xuất thủ đi, sao chưa ra tay?" Tiểu Mã thấy hai con yêu xà càng ngày càng chật vật, không nhịn được nhắc nhở Diệp Thiếu Dương: "Chưa tới lúc." Diệp Thiếu Dương cũng rất khẩn trương, mặc dù hắn không quen biết hai con yêu xà, nhưng bọn chúng đã tu luyện nghìn năm, lại chưa từng hại người. Hôm nay trải qua độ kiếp tạo hóa khó khăn vậy, hắn không đành lòng nhìn bọn chúng thất bại. Hai con yêu xà giãy giụa càng lúc càng yếu, lặn xuống nước, trốn sự truy kích của sấm sét. Thế nhưng sấm sét không buông tha cho bọn chúng, trực tiếp phóng xuống chảy đôi mặt nước, nhắm chính xác thân thể chúng. Mấy phút sau, hai con yêu xà dường như hấp hối, động tác chậm dần chậm dần. Tiểu Mã thất vọng thì thào: "Ôi giời, xong rồi." Diệp Thiếu Dương thở dài, không đành lòng nhìn bọn chúng gặp kết cục bi thảm, đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gào thét rung trời. Diệp Thiếu Dương lập tức quay đầu, thấy cột nước phóng lên cao, kẹp hai con yêu xà ở chính giữa. Một luồng sấm sét đánh thẳng xuống chính giữa cột nước, khiến cột nước lập tức vỡ từng mảng tán loạn. Nhưng hai con yêu xà vẫn cứng rắn chống chọi, không muốn cột nước rơi xuống. Tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng đất trời, trên không trung không ngừng có thêm nhiều luồng sét đánh thẳng xuống cột nước. Bọn chúng dường như đang cố chấp với một tín niệm nào đấy trong lòng, vì vậy cố gắng hợp sức, tập hợp yêu lực toàn thân đối đầu thiên uy của trời đất. 5 giây, 10 giây, rồi 1 phút trôi qua. Đúng lúc hai con yêu xà cảm thấy không chống đỡ được, một lá tử sắc phù từ đâu bay vụt lên không trung. Đồng thời cách đó không xa vang lên giọng nói tuy không lớn nhưng mạnh mẽ như đang xuyên thấu trời đất: "Thiên địa đại pháp, vạn vật hữu linh, long đằng vu giã, phong lôi thụ mệnh, càn khôn vô cực, hàng định thiên thất, đại thiên phong yêu,
đến sinh xá lệnh, thất ái thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Lá tử sắc phù lập tức phát quang, chói mắt bay thẳng vào luồng sấm sét, nhất thời hình thành chùm sáng ngăn cản uy lực sấm sét. Tuy rằng ngăn cản được trong nháy mắt, nhưng vẫn khiến hai con yêu xà có thời gian để thở, phục hồi một chút yêu lực, sau đấy mạnh mẽ đâm vào luồng sấm sét xông thẳng lên trời. Sấm sét nhanh chóng biến mất, mặt sông lập tức trở nên yên tĩnh, cơ hồ mực nước giảm xuống vài mét. Qua phút sau, một trận gió xoáy thổi qua, từ phía bờ sông xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, một người mặc áo xanh, một người áo trắng, cả hai vẫn trang phục cổ trang, hình hài giống nhau như đúc, dáng vẻ trông giống thiếu niên 16-17. Hai người họ nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ sung sướng. Thiếu nữ áo trắng kích động, "Ca ca, thành công rồi." Thiếu niên áo xanh lặng lặng gật đầu, trong mắt tràn đầy sự kích động. Nhưng ánh mắt của cậu không có sự hoạt bát như thiếu nữ, mà biểu hiện một thần thái cao ngạo lạnh lùng. Cậu dang rộng cánh tay như muốn ôm trọn trời xanh, hít sâu một hơi. 1000 năm, cuối cùng chúng ta thành người rồi. Thiếu nữ lập tức nhìn qua bờ sông. Tại thời điểm then chốt nhất, có người giúp chúng ta. Hai người liếc nhìn nhau phi thân lên đáp xuống ven bờ, nhìn xung quanh một lượt không thấy bóng dáng ai. Thiếu nữ buồn bực, đi rồi à? Tại sao chứ? Ngài ấy giúp chúng ta, chẳng lẽ không để chúng ta nhận chủ à? Có thể chỉ đơn thuần muốn giúp chúng ta thôi. Thiếu niên trầm ngâm, đột nhiên cúi đầu nhìn vật gì đấy đi tới, nhặt từ dưới đất một cái túi nhỏ, mở ra bên trong toàn tiền ngũ đế. Tiền ngũ đế à? Đạo sĩ à? Thiếu niên lập tức quay đầu nói với thiếu nữ. Tuy ngài ấy không muốn gặp chúng ta, nhưng chúng ta nhất định báo đáp đại ân này. Chúng ta đi tìm ngài ấy. Thiếu nữ lập tức nhíu mày nói rằng, nhưng đi đâu tìm? Có thể phong ấn yêu khẳng định chỉ có 7 vị thiên sư trở lên, tất nhiên đến Mao Sơn hoặc Long Hồ Sơn, mà nơi này gần Long Hồ Sơn. Vì vậy chúng ta đến Long Hồ Sơn hỏi thăm trước một chút, nếu như không phải đến Mao Sơn. Ca ca, sau đấy thì sao? Quan trọng nhất phải biết đó là ai, sau đấy nghe lệnh của ngài. Đi, chúng ta đi. Hai người sóng vai đi vào rừng. Mà lúc đấy ba người Diệp Thiếu Dương cũng đang trên đường xuống núi. Đàm Tiểu Tuệ lướt mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, anh kỳ lạ đấy. Anh giúp yêu, chỉ cần cho bọn chúng giọt máu là có thể làm chủ nhân của bọn chúng. Đấy là chuyện tốt. Thế vì sao anh bỏ đi? Không cần đâu. Chúng ta gặp được bọn chúng là do cơ duyên. Ra tay giúp bọn chúng vượt qua thiên kiếp, kiếm được chút công đức. Còn thu chúng làm yêu phó nữa thì hơi quá. Hơn nữa thì anh thích tự mình làm mọi chuyện, không thích nhờ vả người khác hỗ trợ. Vừa dứt lời, Tiểu Mã quăng cái ba lô đến trước mặt hắn. Này, không thích nhờ người khác hỗ trợ gì? Đấy, tự cầm ba lô đi, đừng có làm phiền tôi. Diệp Thiếu Dương lập tức mỉm cười nói với Tiểu Mã. Cậu là người một nhà với tôi, đâu tính là người khác. Để cậu hỗ trợ, không tính là người khác hỗ trợ. Tiểu Mã hừ một tiếng. À, phải rồi, sao tôi thấy hai con rắn trắng xanh lúc nãy quen nhau quá nhỉ? Có phải chúng đã xuyên không đến cổ đại cứu Bạch Nương Tử với Tiểu Thanh không nhỉ? Tiểu Diệp Tử, cậu nói xem, hai con rắn lúc nãy là nam hay nữ? Có khi nào chúng nó lấy thân báo đáp chúng ta không nhỉ? Mà nếu là một đôi tỉ muội, cậu chia cho tôi bớt một em đấy nhá. Diệp Thiếu Dương hung hăng liếc mắt. Bớt nói nhảm đi, cậu tưởng cậu là Hứa Tiên đấy hả? Chương 219, rắn màu gà. Dưới núi có trấn nhỏ, trong trấn có nhiều lầu trúc, đó là nơi ở có nhiều vẻ ngoài độc đáo. Trên đường đi, chỗ nào cũng là nam nữ trong trang phục dân tộc Miêu. Này, đều là người Miêu đấy, các anh tuyệt đối đừng nói lung tung đấy. Ừ, tôi hiểu rồi, hiểu mà. Tiểu Mã gật đầu liên tục, cậu cười. Nhưng mà nói thật, mấy cô gái người Miêu này thực ngon lành đi, dáng người nhỏ nhắn thế kia. Thấy Diệp Thiếu Dương với Đàm Tiểu Tuệ liếc nhìn mình, Tiểu Mã im miệng. Sắc trời đã tối, ba người đi được nửa ngày, mọi người mệt mỏi cả. Nhưng Đàm Tiểu Tuệ không vội vã đưa mọi người tìm chỗ nghỉ, mà còn tìm kiếm mãi, cuối cùng chọn được ngôi nhà nghỉ nho nhỏ. Nhà nghỉ này chỉ có 2 căn lầu trúc, mỗi căn có khoảng 10 phòng. Căn phòng đơn sơ, vừa dụng bài trí trong phòng mang vẻ đặc sắc của dân tộc Miêu. Đàm Tiểu Tuệ tìm ông chủ gọi mấy món đồ ăn,
mà ông ta mang tới phòng. Thực đơn gồm cá nấu canh chua, du trà, huyết heo, một bình rượu ngọt. Tất cả đều là những loại thực phẩm điển hình của người Miêu. Hơn nữa là đang ở trong núi, các món ăn mang hương vị chính hiệu. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã vô cùng hài lòng. Sau khi ăn xong, Đàm Tiểu Tuệ kêu ông chủ mang tới mấy ly trà sâu. Trà sâu thì giống như hồng trà, nhấp một ngụm có thể cảm nhận hương vị thơm mát đặc biệt. Nhưng so với những loại trà bình thường, sau khi uống có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Diệp Thiếu Dương tò mò. Ngon thật đấy, trà này là trà gì nhở? Đây là trà sâu anh ạ, anh đoán xem nào. Diệp Thiếu Dương giật mình. Không phải là xác côn trùng nào đấy chứ? Sai rồi, không phải xác côn trùng đâu, mà phân côn trùng đấy. Tiểu Mã vừa uống ngụm to vào mồm, ngay chữ phân phì một cái, phun thẳng lên mặt Diệp Thiếu Dương. Ôi giời ơi, đừng có lãng phí thế chứ. Đàm Tiểu Tuệ trừng mắt. Cũng không khác mật ong là mấy đúng không? Trà sâu bây giờ ở ngoài bán được lắm, mọi người đều rất yêu thích mà. Tiểu Mã phất tay liên tục. Ui ôi, tôi không chơi được với nó, khẩu vị của tôi không có tởm thế. Ban đêm mưa nhỏ bên ngoài lặng lẽ rơi, giọt mưa rơi xuống phía trên lầu trúc và ra tiếng kêu dễ nghe. Diệp Thiếu Dương nằm trên giường trúc, nghĩ tới ngày hôm qua mình ở thành phố, hôm nay đã đang qua đêm ở ngôi làng người Miêu ở Thâm Sơn như thế này. Hắn có cảm giác kỳ diệu. Đúng vào lúc này hắn nghe thấy phía dưới giường trúc phát âm thanh, dường như có thứ gì đấy bò trên sàn trúc. Cúi đầu nhìn lên ngẩn người. Phía trên sàn nhà bằng trúc có cây trúc rất to. Phía trên cây trúc có một lỗ to, một con rắn toàn thân đỏ thẫm, trên đầu mọc màu giống như màu gà, thò nửa người ra khỏi ống trúc. Miệng nó ngoạm con chuột. Sau khi thấy Diệp Thiếu Dương, nó thụt vào trong cây trúc. Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng bò trườn vang lên, dần dần đi xa. Đó là rắn có màu à? Xảy ra chuyện thế này, Diệp Thiếu Dương thân thiên sư, không dám lơ là. Hắn dùng sợi dây hồng cuốn lên chuông kinh hồn, cuốn chặt bốn chân giường, sau đấy yên tâm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương đang đánh răng rửa mặt, Đàm Tiểu Tuệ tới gõ cửa. Sau đấy gọi cả Tiểu Mã dậy, ba người ngồi trong gian phòng chờ đợi bữa sáng. Diệp Thiếu Dương kể lại chuyện xảy ra đêm qua, hỏi han Đàm Tiểu Tuệ. Này, ông chủ nhà trọ này là vu sư à? Diệp Thiếu Dương giật mình, theo bản năng hắn nghĩ tới cổ sư. Hắn từng nghe nói ở trong Miêu có cổ sư mở nhà trọ, chuyên môn hạ cổ hại người, thậm chí giết người cướp của. Tiểu Mã thì nghĩ tới điều này, chấn kinh. Ôi, thế mà cô đưa bọn tôi tới nhà trọ thế này á, muốn hại bọn tôi à? Ôi trời đất ơi, mấy thứ đem chúng mình ăn chắc chắn bị hạ cổ đấy. Tôi cảm thấy bụng mình không thoải mái. Ôi đấy, bắt đầu đau đây này. Chắc anh đau đẻ đấy. Không cần nghĩ linh tinh, ông chủ nhà trọ này là Bạch Vu, không phải Hắc Vu đâu. Cho nên tôi mới dẫn anh tới đây, anh rất an toàn mà. Tiểu Mã nghe thế, cảm thấy bụng không đau nữa. Có gì an toàn? Đêm qua anh thấy chính là rắn màu gà, trạch linh của nhà trọ này. Bình thường nó sống khắp nơi trong căn lầu trúc. Nếu có nguy hiểm, nó bảo vệ mọi người ở bên trong lầu trúc, nhất là đối phó với mấy cổ trùng. Nó không hại người đâu, trừ phi anh không phải là người tốt. Đang nói bà chủ đem bữa sáng tới. Bà ta đặt đĩa, dầu sở và chiếc bàn bằng trúc xuống sàn. Bà chủ là phụ nữ người Miêu, mắt to cằm nhọn, làn da thì mọng nước, nhìn vào trông giống cô gái mới 20 mấy tuổi. Tối qua lúc ăn cơm hỏi ra biết bà là bà chủ gần 40. Đàm Tiểu Tuệ nhìn bà ta, dùng tiếng Miêu nói gì đấy, trên mặt cố ý thể hiện vẻ trách móc. Bà chủ khẽ giật mình, liên mồm giải thích, anh ấy cúi đầu với Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã. Sau đấy bà ta đi ra ngoài. Đấy, em nói chuyện đêm qua rồi, bà ta nói con rắn màu gà bình thường sống trong ống trúc, dường như không hề ra ngoài. Có lẽ do đêm qua trời mưa, chuột chạy vào trong phòng mới khiến nó đi ra bắt rắn. Diệp Thiếu Dương cười khổ, nghĩ thầm lúc đấy may thật, con rắn màu gà quay về trong ống trúc. Nếu không chẳng may mình ra tay giết, đúng là phiền phức lớn. Rồi cửa phòng một lần nữa bị đẩy, bà chủ bưng mâm tiến vào. Chuyện đêm qua đúng là ngại đấy, tôi pha ấm trà để nhận lỗi với ba vị. Đâu có gì ạ. Tiểu Mã tự mình đứng dậy nâng chén trà. Này, trà sâu à? Thôi, đây là trà nhận lỗi của người ta, không thể không uống đấy. Nói xong cô nhấc lên một chén trà, một ngụm uống cạn.
Diệp Thứ Dương ôm bụng chạy thẳng nhà vệ sinh, đầu không quay lại hô lên. Tôi đau bụng, đi vệ sinh một lát, chắc phải đi nửa ngày. Tiểu Mã, uống giùm tôi một ly. Lợi cậu quá còn gì nữa. Tiểu Mã khuôn mặt cười tươi như hoa cúc, sau nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi đang nhìn mình của bà chủ, cảm thấy đau khổ, chậm chậm nâng hai chén trà. Phân côn trùng pha với trà cơ á. Ra khỏi trấn nhỏ, ba người tiếp tục lên đường, vẫn do Đàm Tiểu Tuệ dẫn đường. Đi bộ nửa ngày cũng đến giữa trưa, ba người tới một nơi rừng núi nguyên sinh hoang vắng. Đến người miền núi không dám sinh sống, nơi đây núi non trùng trùng, căn bản không thể nào phân biệt lối đi. Tử Nhân Câu chắc chắn nằm gần đây thôi, em chưa từng tới đây, chúng ta chỉ còn cách đi tìm thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn ngắm bốn phía, sau đấy nhìn trời, thấy mặt trời lên đỉnh đầu mà bọn họ chưa tìm ra phương hướng, vì vậy hỏi Đàm Tiểu Tuệ làm sao đi được. À, em có cách rồi. Đàm Tiểu Tuệ nói xong ngồi xổm xuống đất, lấy trong túi ra cái vạc vuông phát sáng, sau đó lấy ra từ trong túi nắm thóc bỏ vào vạc, đậy nắp, lựa chọn vài loại cây cỏ dưới mặt đất nhổ lên bóp nát, vắt chút tinh chất cây cỏ bỏ vào trong vạc. Cô cầm lấy hai tay cầm chiếc nắp vạc, nhắm mắt lẩm bẩm gì đó. Từ phía trên lỗ nhỏ của nắp vạc có thứ gì đấy trắng xóa to bằng đầu ngón tay bay ra, hướng thẳng về một phía. Đàm Tiểu Tuệ vội vã thu vạc, nhìn phương hướng vật kia vừa bay, nói rằng mau đi theo nó đi, nơi đây chính là Tử Nhân Câu đấy. Chương 220: Tiến vào Tử Nhân Câu. Diệp Thế Dương tò mò, này, cái vạc kia là gì vậy? Bảo bối gia truyền của gia tộc nhà em. Nhìn dáng vẻ của cô dường như không có ý giải thích thêm, Diệp Thế Dương cũng không truy hỏi. Cái vật kia bay một chút dừng lại, chờ bọn hắn đi theo. Dưới sự chỉ dẫn của nó, ba người đi qua đoạn đường khó khăn gian khổ. Trải qua nửa ngày, cuối cùng đến khe núi. Nó đậu xuống trên đầu cành cây tại ngã rẽ, từ trên thân mình phóng ra tia sáng màu đỏ. Tử Nhân Câu bên kia. Đàm Tiểu Tuệ giơ ngón tay chỉ chỗ sâu trong khe núi. Không cần cô chỉ dẫn, Diệp Thiếu Dương đã nhìn thấy. Cách đấy không xa, giữa hai vách núi dựng đứng, có luồng khắc khí dày đặc bốc lên. Thì khí à? Nhưng sát khí do người tạo ra lại nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương cảm nhận một lát, liền nói. Sát khí anh có thể hiểu được, có lẽ là khí tức của cổ độc. Thế nhưng thi khí là gì? Là huyết cổ thi vương à? Thấy Đàm Tiểu Tuệ gật đầu, Diệp Thiếu Dương càng thêm chấn kinh. Thế không phải thi vương đang chôn ở dưới đất à? Vì sao có thể thoát ra thi khí mạnh vậy? Tu vi của nó thâm sâu đến mức nào? Huyết cổ thi vương không giống những thi vương khác đâu. Nghe nói ông ta là huyết sư vu đầu đời. Lúc thọ hạn đã chết, ông ta tự hạ đạo một huyết cổ lên chính mình. Sau khi chết, lấy đi cơ thể mình làm ký chủ, rồi luyện thành huyết cổ thi vương. Hơn nữa, ông ta tồn tại ít nhất cũng đến 1-2 nghìn năm rồi. Cho nên... Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi. Dùng phương pháp tu luyện tà ác như vậy, luyện 1-2 nghìn năm, vậy có nghĩa là... Xem mức độ dày đặc của hắc khí, có lẽ hiến tế sẽ bắt đầu rồi. Chúng ta tới đúng lúc đấy, mau đi thôi. Tuy nhiên phải cẩn thận một chút. Đàm Tiểu Tuệ lấy ra gói bột từ trong ba lô, bên trong đựng loại bột phấn màu đỏ. Cô dùng tay chấm một chút, quệt lên mặt, lên cổ Diệp Thiếu Dương. Bột phấn này có thể giúp các anh giấu đi sinh khí. Mấy tên huyết vu sư rất mẫn cảm, chúng ta cẩn thận một chút, tạm thời không thể để cho bọn hắn phát hiện được. Lúc cô giúp Diệp Thiếu Dương bôi bột phấn lên mặt, hai người cách nhau rất gần, cơ hồ mặt kề vào nhau. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, chăm chú quan sát chiếc cổ trơn bóng, khuôn mặt xinh xắn của cô. Đàm Tiểu Tuệ vừa cúi đầu, phát hiện Diệp Thiếu Dương đang nhìn mình, gò má đỏ lên, sau đấy vội vàng ném gói bột phấn qua cho hắn. Thôi, các anh tự bôi đi, nhớ bôi lên mặt, lên cổ với cánh tay đấy. Đợi hai người bôi xong bột phấn, Đàm Tiểu Tuệ dẫn họ đi về phía rừng cây. Tiểu Mã vừa đi vừa hỏi. À đúng rồi, thế đến bây giờ tôi chưa biết tại sao nơi đây có tên là Tử Nhân Câu nhỉ? Đàm Tiểu Tuệ giải thích. Thung lũng này vốn khô cằn, nên là một nơi nuôi thi cực tốt, vô cùng thích hợp tu luyện cổ thuật. Hơn nữa địa hình bí mật, cho nên trước kia có đám cổ sư chạy tới đây sinh sống tu luyện cổ thuật. Đám người này tất nhiên không phải là người tốt. Tuy nhiên sau có mấy tên huyết vu sư phát hiện nơi đây, muốn chuyển quan tài huyết cổ thi vương tới Tử Nhân Câu. Rốt cuộc đám cổ sư không đồng ý, hai bên xảy ra tranh chấp. Đám huyết vu sư tìm được một nơi bên ngoài thung lũng, sử dụng phương pháp tế sống đánh thức thi vương.
Chỉ trong một đêm, chúng giết sạch tất cả các cổ sư tại đấy. Nghe nói phải hơn 100 người bị giết hại, thi thể chất đầy mặt đất. Về sau gia tộc của em tới Tử Nhân Câu, phải hy sinh lớn mới có thể đánh bại Huyết Vu Sư và đánh đuổi những tên còn sống sót ra khỏi thung lũng. Sau đấy gia tộc bọn em đem những người chết trước đó mai táng, bởi vì người chết nhiều quá cho nên gọi đây là Tử Nhân Câu. Trong một đêm giết sạch toàn bộ cổ sư à? Diệp Thứ Dương chấn kinh cực điểm. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì liền hỏi: lúc họ bại trận Thi Vương lúc đó thế nào? Sau khi bọn họ bại trận, liều mạng đưa quan tài Thi Vương rời đi. Cũng may lúc đấy bọn họ không có đủ linh lực đánh thức Thi Vương, nếu không gia tộc em có thể bị giết sạch ấy chứ. Đột nhiên chuông điện thoại của Diệp Thiếu Dương vang lên. Hắn giật mình. Từ trước tới nay hắn không có thói quen dùng điện thoại. Từ lúc tiến vào trong núi, dường như hắn quên mất sự tồn tại của nó. Tạ Vũ Tình gọi hắn. Hắn bắt máy, nàng hỏi ngay: đến đâu rồi? Diệp Thiếu Dương trả lời: sắp đến Tử Nhân Câu. Vậy sao anh không sớm gọi điện cho tôi? Thì tôi dự tính sau khi tới nơi, dò xét tình hình trước gọi điện thoại cho cô. Vội vàng cái gì chứ? Vậy anh cứ đi tiếp đi, chút nữa mất sóng ngay đấy. Anh còn nói không vội à? Không vội cái gì chứ? Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Hắn nhớ tới nàng đã cài một con chip định vị điện thoại nên có thể theo dõi vị trí của hắn, bèn nói: Tử Nhân Câu ở phía bắc so với vị trí của tôi ấy. Đi về phía nam bắc tới thung lũng, các cô cứ tới đấy sẽ thấy. Nhưng tôi kiến nghị bây giờ cô đừng tới, đợi tôi vào trong xem xét trước, có gì quay lại đây gọi cho cô. Tạ Vũ Tình đồng ý, nói với hắn nàng ở đồn công an của một trấn nhỏ cách Tử Nhân Câu khoảng 10 dặm, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Cúp điện thoại, mọi người tiếp tục lên đường. Đến gần Tử Nhân Câu, đúng là không còn sóng điện thoại nữa. Từ bên ngoài nhìn vào, Tử Nhân Câu không khác gì so với những sơn cốc khác, chỉ có điều bên trong bị bao phủ bởi đám hắc khí, ánh mặt trời không chiếu được. Sơn cốc vô cùng yên tĩnh, không tiếng chim hót, tiếng ve kêu. Ngay cả người bình thường như Tiểu Mã có thể cảm nhận rõ ràng không khí bên trong sơn cốc không giống bên ngoài. Hai bên Tử Nhân Câu, hai ngọn núi nhỏ cao khoảng mấy chục mét, nhưng một bên của Tử Nhân Câu là vách núi nhọn hoắt giống như dao gọt. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ quan sát, trong lòng thầm nghĩ, nếu muốn tiến vào sơn cốc chỉ có thể tiến vào từ phía chính diện. Đàm Tiểu Tuệ chỉ sườn núi không quá dốc ở phía bên trái Tử Nhân Câu. Này, trước hết chúng ta sẽ lên đi từ đây, xem tình hình hiện tại thế nào rồi tính tiếp đi. Hai người Diệp Thiếu Dương tất nhiên không ý kiến gì, sau đấy nhanh chóng bắt đầu leo núi. Tiểu Mã đưa mắt nhìn xuống dưới, hai chân muốn nhũn cả ra. Cậu ngoảnh mặt sang một bên tiếp tục leo lên. Leo được khoảng mười mấy mét, trong sơn cốc bắt đầu có bóng người xuất hiện. Hai ba người mặc quần áo màu đen đứng canh gác ở bên cổng. Phía sau cổng có con đường nhỏ dẫn thẳng tới nơi sâu nhất của sơn cốc. Diệp Thiếu Dương giật mình, thì ra nơi này bắt đầu là Tử Nhân Cốc thực sự. Đây chính là Huyết Vu Sư à? Diệp Thiếu Dương nằm sấp phía trên vách, cẩn thận đánh giá hai bên Huyết Vu Sư. Đột nhiên lỗ tai hắn khẽ động. Hắn quay lại, nhìn Đàm Tiểu Tuệ nói rằng: đằng sau có hai người đang tới đấy. Nói xong hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì, cuối cùng tìm được mỏm đá lớn, nhanh chóng gọi hai người Tiểu Mã theo hắn trốn sau mỏm đá. Không bao lâu sau, một chàng tiếng bước chân người càng lúc càng đến gần bọn hắn. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến lúc Ngọc Mai cùng với đội kỹ thuật của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tối mai và nhớ đừng quên chia sẻ ủng hộ bọn mình.